Chào quý vị các bạn, hôm nay tôi thử nồi sáp này nhé. Nó hiện tượng của nó là có thể là vào để xem tình trạng như thế nào, gầm điện vào có thể xem sao nhé. Không biết là sao nhảy xuống bên dưới không được này. Có khả năng là nếu có trường hợp bị cháy nếu trường hợp bị cháy cái này thì thôi nhá. Giờ thì nếu trường hợp bật xuống không bật xuống bị cháy cái này chúng ta thôi nhá. Bây giờ chúng ta hãy mở ra nhé. Mở ra và kiểm tra có thể xem sao nhé. Đây của nó bị gãy như thế này các bạn. Đây đây. Nó dơ được cái này lên nhé. Đây quý vị các bạn, bây giờ chân này gãy hết nhé. Trường hợp như chúng ta phải mở ra và xem thử cái này đó có cụ thể như thế nào nhé. Rồi bây giờ chúng ta phải vặn ra. Đây chúng ta phải thổ ra nhé. Rồi chúng ta vặn sang một bên rồi xem sao. Không biết cái này có nhảy lên nhảy xuống được không này. Quan trọng cái này. Đây. Rồi chúng ta vặn bên ra nhé, xem từ cái sợi đốt này còn có lưa nữa nhá. Nếu trường hợp không lưa nữa thôi nhá, chúng ta coi như quăng nồi luôn nhá. Đây chúng ta bật thang nhân một đi cho nó thoải mái nhá. Đấy còn lên nhá, coi như cái này bình thường nhá. Tại sao lại điện không vào đến đây? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vặn lại và chúng ta sửa nhá. Đây nha, cái này chúng ta bật căng điện 200 điện sai chiều nhé, cũng đo thử xem thử cụ thể như thế nào nhé. Sao nhỉ? Có điện nhá. Sao bật cái này cũng được. Không ăn, cái này là bị nóng quá cho nên bị trùng ở đâu này các bạn nhé. Cho nên chúng ta phải chỉ ở đây nhé. Như vậy điện áp ở đây là có nhé. Thì bây giờ chúng ta phải làm, bây giờ chúng ta phải vặn hết những vít này, chúng ta lói lòng đèn nhé. Không biết có ra. Đây. Bây giờ chúng ta tiến hành lói như thế này. Thì để chúng ta lói thì chúng ta phải lấy lói những cái này để giữ lại cho các bạn nhé, định vị cho nó nhé, không có nó sẽ bị chạy lệch lung tung nhá, và không chín nhá, không chín nồi nhá, không chín cơm mà hay nhảy lung tung nhá. Thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ một cái như thế này, lớn như thế này đấy, cho nó to lên, và bỏ một cái nhỏ như thế này, chúng ta vặn vào đấy, bỏ hai cái như thế này, chúng ta vặn đều vào. Đấy để cho nó giữ ở đây. Nó không xúc xích được bởi vì cái lỗ này quá to mà. Chúng ta làm cái này. Đấy chúng ta vặn ra và chúng ta lấy một cái to một cái nhỏ, chúng ta đẩy vào đằng sau này để nó giữ cứng lại đây. Rồi. Và cái này cũng vậy, chúng ta phải tiến hành vặn những cái này ra. Đây ra và đưa tháo cái này ra nhé. Đây nhé, chúng ta tháo và thay cái này luôn nhé.
Đấy, rồi chúng ta phần cái này ra luôn. Chúng ta tháo thằn rồi đấy. Rồi, chúng ta thay thế. Rồi bây giờ chúng ta làm được bộ chân này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vặn lại cái bên trong này. Chúng ta thêm một cái vít nhá. Vậy nhá. Đây các bạn, bây giờ chúng ta sẽ vặn cái này vào nhá. Vặn vào xem tôi đẩy như thế nào. Con ạ. Chúng ta vặn vít vào. Và chúng ta thử nhá. Rồi chúng ta sẽ đẩy lên có thể và chúng ta tập xuống đẩy lên. Được rồi nhá. Rồi chúng ta sẽ thay cái này luôn nhá. Đây. Chúng ta kéo cái này ra luôn. Rồi. Chúng ta tháo ra luôn nhé. Cái này nhá. Ta lấy lò xo này cho ngon luôn. Đồ của nó chảy cho khỏe. Đây nhá, ta thay bằng cái này nhá. Rồi chúng ta cài lại nhé và chúng ta thử nhé, bỏ nôi vào chúng ta thử được có thể xem sao nhé. Ừ, hơi cao các bạn nhé. Rồi rồi đấy, như vậy chúng ta bật trên này đấy, ok nhé. Rồi chúng ta tiến hành thử xem sao. Rồi chúng ta tiến hành cầm cầm điện và thử nhé. Rồi nhá, chúng ta thử nhé. Rồi đấy, rất nhẹ nhàng. Và bóng chúng ta thử một thiếu có được nóng không, chúng ta thử nhé. Rồi nhá, trong buổi thử đấy nhá, bây giờ vẫn nóng. Đó, nóng rồi nhá. Thôi thế là tạm thời là ok rồi. Thôi cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé, nút like, subscribe. Xin chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người đón xem nhé.